Đây là clip hướng dẫn Lumix FS LS2. Rồi, battery trước hiện tại sử dụng hai cục pin ha, đó hai động máy. Rồi. Ok. Rồi, đây là hệ nhớ SD. À, 2GB. Chụp được 60 mấy tấm luôn. Tiếp theo là xoay cái on. Ok. Rồi, thích gì bắt đầu mình có thể chụp được. Rồi, đưa lên đây là màn hình của nó. Normal picture là cái bình thường nhất. Mình có thể điều chỉnh bằng cách là mình bấm vô nút set này, nó sẽ cho mình ra cái white balance. Như hôm bữa những cái tấm hình mà anh chụp ra ngã màu vàng nhiều, lý do anh vô cái color effect, anh chọn cái ấm, nó sẽ có cool là lạnh hơn xíu. Cool này em sẽ sử dụng trong những trường hợp mà em chụp ở môi trường mà nó có đèn led, đèn neon nhiều. Đó đối với anh black and white nè, chụp CBR thì cái này nó là cổ điển rồi, kiểu rất là hơi khó chụp. Rồi off rồi tắt đi. Rồi bây giờ anh sẽ để warm ấm cho em. Rồi đây shooter nó sẽ có cho mình những cái mức chậm nhất của cái máy bao nhiêu. Rồi zoom thì anh sẽ có mức zoom là zoom out, zoom in bằng cách là gạt cái cần này. Rồi cái này là kiểu như để cái size màu, nếu mà nó đậm hơn chút thì có thể để ở đây dạng chiều vừa, hoặc là natural là cơ bản nhất. Rồi mấy cái này là mấy cái chỉnh khi mà mình để chức năng là hình mặt nút chụp, mình xoáy nó qua đây nó sẽ liên quan tới xem lại hình. Tiếp vào trái tim mới là mức auto, là symbol mode là cơ bản nhất luôn, nếu không có thể nào chỉnh được cái gì hết. Rồi cái sense mode này nó sẽ cho mình chọn một cái chức năng, ví dụ như em chọn vô là food, rồi mỗi em thích chụp food em dần xoay qua SN1. Rồi cái này là cũng y chang như cái kia luôn, nhưng mà cái này nó sẽ cho em chọn cái khác. Như vậy cái này là quay phim. Rồi cái này là macro, là kiểu cây sát vô vật thể để chụp. Và chữ E này là anh cũng biết gọi là gì, nhưng mà cái chữ E này cũng không xài thì lấy auto thôi mà. E nút chụp nhấp nhẹ đó lấy nét, bấm hết chụp. Rồi zoom ra zoom vô một cách là gạt cái cần này, zoom ra zoom vô. Rồi đây là tăng sáng, giảm sáng. Đây là flash, nó sẽ có chức năng là auto flash xóa mắt đỏ, flash, flash chậm, tắt flash. Rồi bên này là hiện giờ, 10 giây, 2 giây, không hiện giờ. Chứ đây là review để coi là hình nhanh, còn trên kia là coi là hình lâu hơn. Rồi cơ bản là như vậy. Cái này là nút để mình chụp, kiểu như là chụp liên tục, chụp từng tấm, hoặc là không để auto chụp từng tấm. Rồi tắt máy. Mấy con này sẽ pin 2A, tặng kèm thêm mấy cục pin nữa. Lấy hết thì cứ thay vô nha. Còn nếu muốn ổn định hơn thì chịu khó ra gần nhà em, nó Nhật Tảo á, mua mấy cục pin sạc pin AA 1.5V sạc lại được, nó sẽ kiểu khỏe hơn chị. Dạ.